chúng ta bắt đầu. Hôm nay chúng tôi dạy thay cho Thượng tọa Phước Đạt hai tiết về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mong rằng là chúng ta cùng hợp tác để cho cái buổi học chúng ta đạt kết quả tốt. Như chúng ta đã biết thì nói đến lịch sử Phật giáo Việt Nam, không biết là chúng ta đang học đến cái phần nói về trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Để cho chúng ta có cái nhìn xuyên suốt thì chúng tôi sẽ trình bày qua cái phần lịch sử Phật giáo khi mà bắt đầu từ Ấn Độ truyền sang Việt Nam. Thực ra hiện nay đây là vấn đề mà nó vẫn còn chưa ngã ngũ. Tức là mỗi cái nhà nghiên cứu họ có một cái nhận định tương đối là khác nhau. Có thể chúng ta khẳng định ngay rằng thế này, tức là lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta có những cái đặc trưng, có những cái đặc điểm mà khó có quốc gia nào có thể có được. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Hiếm có quốc gia nào mà cái sự đóng góp của Phật giáo cho cái dân tộc đó mà nó có những cái đặc trưng rất là rõ ràng giống như dân tộc Việt Nam. Từ tức khi mà khai thiên lập quốc thì chúng ta biết rằng tăng sĩ Việt Nam là một trong những cái thành phần tri thức, gần như là bộ phận tri thức duy nhất của cái dân tộc Việt Nam từ thời cổ trung đại. Thì điều này không chỉ ở Việt Nam, một số quốc gia khác cũng có. Cho nên tăng sĩ chính là thành phần tri thức duy nhất. Không chỉ như vậy, trong suốt tiến trình phát triển, tức là cái quá trình khai quốc, quá trình dựng nước, rồi quá trình tồn tại phát triển, thì sự đóng góp của Phật giáo, sự đóng góp của tăng sĩ Phật giáo là vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng là tăng sĩ Phật giáo Việt Nam chúng ta là một trong những bộ phận chính khai quốc. Rồi trong cái quá trình xây dựng và bảo vệ cái quốc gia trong suốt tiến trình lịch sử cho đến hiện nay, điều này không có ai phủ nhận được. Điều này có thể chứng minh, không phải nói không, chúng ta có thể chứng minh được điều này. Thực ra hiện nay chúng ta đang ngồi đây, chúng ta chính là chúng ta nhờ hào quang, đương nhiên trên là hào quang của chư Phật, nhưng mà cụ thể nhất là hào quang của chư Tổ, những người mà đã có công đóng góp lớn cho dân tộc để chúng ta này. Ví dụ như chúng ta có thể lấy một ví dụ, vua Lý Nam Đế sau khi làm vua bắt đầu xây dựng chùa gì chúng ta biết không? Chùa Khai Quốc. Thế nào là khai quốc? Khai quốc chính là mở nước, chùa mở nước. Chùa này hiện nay đang ở tức là Hồ Tây Hà Nội á, hiện nay có tên là Trấn Quốc. Thực ra cái tên đầu tiên của nó là tên gọi là Khai Quốc, chính là mở nước. Đến khoảng đời Lê, khoảng thế kỷ 15-16 là đổi thành An Quốc, chính là an định quốc gia. Rồi đến khoảng thế kỷ 17, vì cái tình hình chính trị trong nước nó khá là loạn lạc, cho nên đổi thành là Trấn Quốc, chính là trấn giữ quốc gia. Không chỉ vậy, chúng ta có rất nhiều vị thiền sư, có thể vừa là thiền sư, vừa là cố vấn, vừa là quốc sư, thậm chí có rất nhiều thiền sư là vua trong suốt cái thời cổ trung đại. Thực ra chúng ta nhìn trên bình diện toàn thế giới, chúng ta hiếm thấy một quốc gia nào có sự đóng góp rõ nét của tăng sĩ như vậy, nhất là cụ thể là sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong cái tiến trình mở nước, dựng nước và bảo vệ đất nước. Thực ra chúng ta đáng tự hào về chuyện này. Chúng ta có khung Việt quốc sư, là một vị quốc sư có thể nói là tam triều quốc sư. Khung Việt là gì? Chính là khung phò nước Việt. Chúng ta thấy có quốc gia nào mà có một vị quốc sư như vậy chăng? Hoặc là như sư Vạn Hạnh được tôn xưng là trụ tích trấn vương kỳ mà, tức là chống gây túc tích trường, có thể trấn giữ quốc gia. Thì sư Vạn Hạnh là người mà dạy lên Lý Công Uẩn,
sao có thể làm vua? Tức là mở ra một cái thời đại huy hoàng của đất nước Đại Việt, cũng như là sự huy hoàng của Phật giáo Việt Nam. Thủy tức là dời đô về Thăng Long. Chúng ta tự hào là ngàn năm Thăng Long, thực ra sự đóng góp lớn nhất chính là sự đóng góp của Thiền sư Vạn Hạnh. Đương nhiên bên cạnh đó có một số vị đại sư khác, nhưng mà rõ nét nhất là chính là Thiền sư Vạn Hạnh, người thầy của Lý Công Uẩn. Có nhiều người, hoặc là chúng ta đọc trong lịch sử thấy rằng là khi mà Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long thì họ kể câu chuyện rằng là vua Lý dông thuyền trên hồ, xong rồi thấy con rồng bay lên, đặt tên là Thăng Long. Thực sự có phải như vậy chăng? Có một vấn đề mà ít có người quan tâm á, là chúng ta biết cái tên Thăng Long á, trước đó nó tên là Long Đổ, thành Long Đổ. Thành này chính là do Cao Biện Vương người Trung Quốc á, thời mà thống trị Đại Việt á, lập nên. Mà chúng ta biết Long Đổ chính là cái rốn của con rồng. Long Đổ chính là rốn của con rồng. Mà cái người nào mà có biết về kinh dịch hoặc là biết về võ học á, sẽ biết rằng ngay cái rốn nó có cái một cái huyệt gọi là đan điền. Mà người nào chỉ cần bị khống chế ngay chỗ đan điền, tức là toàn thân không có sức lực gì cả, không có khả năng phản kháng, thì có thể nói rằng toàn bộ dân Đại Việt chúng ta trong thời Bắc thuộc á, chính bị xem như bị khống chế ngay cái rốn con rồng, tức là hoàn toàn không có sức đề kháng, không có sức phản kháng. Thiền sư Vạn Hạnh là một trong những bậc kỳ tài, ngài vẫn là người chẳng những tu hành mà là người tu chứng, mà bên cạnh đó là ngài tinh thông cả nho Phật lão, tinh thông kinh dịch, không chỉ tinh thông Phật học mà còn tinh thông cả nho lão. Khi mà dời đô về Thăng Long chính là muốn hóa giải cái sự trói buộc để cho con rồng Đại Việt có thể bay lên. Cái đó mới ý nghĩa thật của chữ Thăng Long, chính là con rồng bay lên, chứ không phải là thấy đi thuyền rồi thấy con rồng nó bay lên rồi đặt tên là Thăng Long đâu. Mà chúng ta biết rằng là thật ra Lý Công Uẩn lúc mà lên làm vua chừng 19-20 tuổi, lúc đó làm gì có khả năng làm những chuyện đó. Cái người mà có công lớn chính là Thiền sư Vạn Hạnh. Chúng tôi nói qua như vậy để chúng ta có một cái khái niệm, bởi vì lịch sử là những cái gì đã diễn ra, đã trải qua trong thời gian từ khi bắt đầu cho đến hiện nay. Chúng ta phải có nhìn xuyên suốt như vậy. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu cái quá trình đạo Phật từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó thấu đáo hơn, để chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề này xuyên suốt á, thì chúng ta phải nắm được một vấn đề, chính là cái vị trí của nước Việt Nam chúng ta, nó nằm trung gian, nó nằm ở ngay ngã ba của hai cái nền văn minh lớn của nhân loại. Tức là chúng ta chính là nằm ở ngã ba của hai nền văn minh này. Chúng ta biết rằng là văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa chính là hai nền văn minh cổ của nhân loại. Có thể nói rằng đây chính là hai cái nôi của văn hóa nhân loại. Mà chúng ta may mắn, chúng ta nằm ngay ngã ba này. Có thể chúng ta là nước trung gian, có thể thừa hưởng được hai cái nền văn hóa lớn này. Về văn minh Ấn Độ, chúng ta có thể khái quát nhìn vào lịch sử về mặt văn hóa tư tưởng của Ấn Độ, chúng ta có thể khái quát cái nền văn minh Ấn Độ chính là nền văn minh dung hợp. Tức là nó dễ dàng hòa hợp với lại các nền văn minh khác. Điều này chúng ta dễ thấy khi mà Đức Phật ra đời á, thì ở Ấn Độ có nhiều người cho rằng nó là tới có 96 thứ đạo, 96 hệ tư tưởng, hoặc là có chỗ nói rằng 36 hệ tư tưởng. Thì rõ ràng là nó dung hòa trong một cái sầu như vậy, thì điều này hiếm thấy ở các quốc gia khác. Cho nên chúng ta có thể khái quát thành đây là cái loại văn minh dung hợp, có thể hòa hợp với tất cả các loại, các cái hình thái tư tưởng khác, không có sự chống trái. Và điều này chúng ta sẽ có dịp nhìn xuyên suốt khi mà đạo Phật vào Việt Nam. Nền văn minh Ấn Độ nó mang trong mình
cái nền văn hóa Phật giáo, mà cụ thể chính là nó mang trong mình tư tưởng Phật giáo vào Việt Nam. Cái loại văn minh thứ hai, cái nền văn minh thứ hai á, là chúng ta nói là văn minh Trung Hoa. Đây cũng chính là một trong những cái nền văn minh lớn của nhân loại. Nền văn minh Trung Hoa nó có hai xu hướng tư tưởng chính, chính là Nho học và Lão Trang. Nhưng mà cơ bản sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Nho học. Mà chúng ta biết Nho học, một trong những đặc trưng của Nho học chính là độc tôn. Cho nên chúng ta tạm có thể, đương nhiên là khái niệm thì nó mang tính tương đối, chúng ta có thể cho rằng đây là loại văn minh độc tôn, tức là nó khó có thể dung hòa được với những cái loại có cái hình thái tư tưởng khác. Trước nay nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là chúng ta phần lớn ảnh hưởng bởi văn hóa văn minh Trung Hoa, bằng chứng là cả ngàn năm Bắc thuộc. Nhưng mà có một cái luồng văn hóa khác từ phương Nam truyền trực tiếp vào Việt Nam, chính là văn minh Ấn Độ, trước cả văn minh Trung Hoa truyền vào Việt Nam. Tức là chúng ta ảnh hưởng tiếp cận với văn minh Ấn Độ trước cả văn minh Trung Hoa. Có một câu hỏi rất lớn mà từ trước đến nay nhiều người quan tâm, đó là vì sao một dân tộc bé nhỏ như Việt Nam chúng ta đã bị cái ngàn năm Bắc thuộc mà chúng ta vẫn không bị đồng hóa về văn hóa, mà trong khi là chúng ta biết văn hóa của Trung Quốc chính là văn hóa độc tôn, muốn đồng hóa các cái dân tộc khác khi mà nó đi đến. Điều này là điều rất rõ ràng, ai cũng biết. Nhưng mà vì sao dân tộc mình có thể nói rõ là dân tộc mình nhỏ vẫn không bị đồng hóa, làm sao có thể giải thích được? Chúng ta hiểu rồi, đừng nói là tới 1000 năm, chỉ cần 50 năm, vài thế hệ là xem như mất tiêu hết rồi. Đó là chưa nói cả ngàn năm. Mà vì sao cả ngàn năm vẫn không đồng hóa được dân tộc bé nhỏ như Đại Việt? Điều này có thể lý giải như thế này. Chúng ta tiếp xúc, chúng ta ở ngã ba tiếp xúc với lại hai nền văn hóa lớn, nhưng mà chúng ta tiếp xúc với nền văn hóa dung hợp của Ấn Độ trước, mà dân tộc chúng ta là thuộc về cái dân tộc sống bằng nghề lúa nước, trồng lúa nước, tạm gọi là cư dân lúa nước phương Nam, rất là hiền hòa, rất là chất phát, rất là dễ dàng tiếp cận, dễ dàng ảnh hưởng, dễ dàng học hỏi cái nền văn minh dung hợp của văn minh Ấn Độ, nó gần gũi với chúng ta, thấy như là của chúng ta vậy, khó có sự phân biệt. Mà người nào nghiên cứu lịch sử sẽ thấy rằng là cái thời mà dân tộc Đại Việt chúng ta trước khi bị Bắc thuộc là văn hóa của chúng ta phần lớn ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ, từ cái đời sống tinh thần văn hóa cho đến kể cả các nghề nghiệp ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ rất lớn trước khi bị Bắc thuộc. Mà nó xét về mặt căn cốt thì văn minh Ấn Độ nó trên cả văn minh Trung Hoa. Về mặt giá trị chúng ta thấy rõ, một loại là văn minh dung hợp, một loại là văn minh độc tôn. Hai loại này khác nhau hoàn toàn. Văn minh dung hợp, người ta có thể ví dụ giống như nước vậy, giống như chất nước, nó vào trong bình tròn thì nó giống hình tròn, nó vào trong bình vuông thì nó giống hình vuông, nó có thể len lỏi vào tất cả các chỗ mà nó không có thay đổi bản chất của nó, nhưng mà nó có thể dung hợp được. Cho nên văn minh Ấn Độ nó đi đến đâu, mặc dù nó vẫn giữ được bản sắc của nó, nhưng mà nó là phù hợp với văn hóa tư tưởng của một quốc gia dân tộc mà nó đến. Cho nên vì chúng ta tiếp xúc với lại văn minh Ấn Độ trước, cho nên cái tinh thần của văn minh Ấn Độ nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của dân tộc Đại Việt. Cho nên dù chúng ta có bị ngàn năm Bắc thuộc như với văn minh độc tôn, nhưng mà vẫn không xóa nhà được cái này. Mà điều này nó nằm ở ngay trong Phật giáo, bởi vì văn minh Ấn Độ nó mang trong mình cái căn cốt của tư tưởng Phật giáo.
Tư tưởng Phật giáo chính là trí tuệ từ bi, hoàn toàn nó phù hợp với loại văn minh dung hợp. Bởi vậy cho nên là một nhà nghiên cứu của Việt Nam có uy tín, họ nói như thế này, tức là họ nhận xét như thế này: Phật giáo Việt Nam á, là một thực thể tinh thần đã tồn tại hàng ngàn năm, không phải với một tư cách là tôn giáo ngoại lai, mà nó được bản địa hóa từ hàng ngàn năm trước. Bản địa hóa tức là nó trở thành một thực thể tinh thần, nó là thành phần quan trọng, trọng yếu của văn hóa, của tư tưởng. Tức là nhận xét về Phật giáo Việt Nam như vậy. Tức là giáo sư Nguyễn Huệ Chi ông cho là như vậy. Tức là Phật giáo Việt Nam, ở Việt Nam, khi mà từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam, nó không phải với tư cách một tôn giáo ngoại lai, mà nó được bản địa hóa. Điều này hoàn toàn chúng ta có thể chứng minh trong cái điều kiện về văn hóa dung hợp chúng ta mới vừa nói. À, tức là đến đâu nó không phải làm thay đổi cái bản sắc dân tộc ở đó, mà nó hòa với dân tộc ở đó. Vấn đề chính là nó nâng đỡ cái tinh thần của dân tộc đó càng ngày càng tốt hơn. Nó có giá trị nâng đỡ tinh thần về văn hóa, phát triển về văn hóa, về tư tưởng. Cho nên nếu chúng ta có những, nó có những khái niệm như là Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, hay Phật giáo Trung Hoa, hay Phật giáo Thái Lan vân vân, khái niệm này hoàn toàn có tính độc lập mà hoàn toàn chính xác, không có sai lầm. Tức là rõ ràng Phật giáo Ấn Độ chưa chắc giống Phật giáo Việt Nam, mặc dù là vẫn căn cứ trên nền tảng tư tưởng của Đức Phật, nhưng mà nó vẫn mang trong mình cái tư tưởng văn hóa của dân tộc đó. Điều này rất là kỳ diệu. Nó mang cái, nó mang bản chất dung hợp. Nó khác với văn hóa Trung Hoa là đến đâu? Áp đặt văn hóa của mình vào quốc gia đó. Nó không có cái loại tư duy này. Cho nên đó là một trong những minh chứng. Có thể đương nhiên là không phải là cái lý giải duy nhất, nhưng là một trong những cách chúng ta thấy rằng vì sao cả ngàn năm bất thục chúng ta vẫn có thể tồn tại tinh thần riêng của dân tộc Đại Việt, dân tộc Việt Nam. Kể cả Phật giáo Việt Nam, nó vẫn có những cái nét riêng so với Phật giáo Trung Hoa, mặc dù là chúng ta trải qua ngàn năm bất thục. Đó là chúng ta nói về cái gốc mà có thể phát sinh một cái nền văn minh liên quan đến cái sức ảnh hưởng của nó khi mà truyền vào Việt Nam. Chúng ta biết rằng là cái thời điểm mà đạo Phật từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam cho đến hiện nay á, vẫn còn nhiều cái quan niệm mà còn nhiều cái quan điểm nó chưa phải là thống nhất. Nhưng mà có một điều ai cũng công nhận rằng là Phật giáo truyền vào Việt Nam ngay từ những cái năm đầu kỷ nguyên. Trước đây thì chúng ta do cái tình hình tư liệu lịch sử nó còn hạn chế, cho nên trong suốt một thời gian dài chúng ta vẫn cho rằng là Phật giáo truyền vào Việt Nam từ khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau công nguyên. Tức là cái này là quan điểm trước đây. Nhưng mà theo đại đa số các nhà nghiên cứu uy tín, trong đó có giáo sư Nguyễn Lan, thì chúng ta hoàn toàn có căn cứ để xác định rằng Phật giáo có mặt ở Việt Nam từ những năm đầu kỷ nguyên. Ngoài ra, trong thời gian gần đây có một số nhà nghiên cứu cho rằng là Phật giáo có mặt ở Việt Nam, truyền vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước công nguyên. Đây cũng là một quan điểm. Về cái quan điểm cho rằng là Phật giáo vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước công nguyên thì họ lấy họ căn cứ trên hai cái dữ liệu. Cái dữ liệu thứ nhất, họ cho rằng là cái người đầu tiên, người Phật tử Việt Nam đầu tiên chính là Chữ Đồng Tử, công chúa Tiên Dung, con của vua Hùng Vương thứ 18, được thọ giáo nhà sư Phật Quang khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Cái việc này được chép trong Lĩnh Nam Chích Quái. Lĩnh Nam Chích Quái tức là trong cái truyện mà Nhất Già Trật. Thì mà chúng ta biết ngay là Lĩnh Nam Chích Quái là loại giả sử, nó không phải là lịch sử.
Cho nên nếu chúng ta khẳng định như vậy, phải cần phải có những cái cứ liệu xác thực hơn. Cho nên chúng ta nói chung chung như vậy, chưa chắc là có thể thuyết phục được người khác. Mà hiện nay nhiều người là lại càng ngày càng đẩy lên thời gian sớm hơn vì tinh thần dân tộc. Nhưng mà chúng ta cần phải tỉnh táo, bởi vì sách giả sử nó không thể là lịch sử được, chưa phải là lịch sử. Nhưng mà điều này cũng có thể cho chúng ta cái dữ liệu rằng chúng ta đã tiếp xúc với Phật giáo rất sớm. Hoặc là có người căn cứ trên cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ là vua Asoka, tức là vua A Dục á. Khi mà ngài lên ngôi vua, ngài thống nhất Ấn Độ, thì ngài là một trong những Phật tử hộ pháp đắc lực. Ngài gửi rất nhiều những người truyền giáo sang các nước khác. Thì có người cho rằng là trong các nhà truyền giáo đó phải chăng là có người đến Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 3. Thì điều này nó phù hợp với lại cái chuyện nhất già trạch trong lĩnh Nam Trích Quái của Trần Thế Pháp. Thì đó là những cái dữ kiện chúng ta có thể xem, có thể suy nghĩ. Nhưng mà để khẳng định rằng Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo có mặt ở Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, là còn là vấn đề suy nghĩ lại, không nên khẳng định. Còn cái chứng cứ lịch sử mà xác định đạo Phật có mặt ở Việt Nam từ những năm đầu kỷ nguyên, đây là cứ liệu rất xác thực, rất nhiều, được nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ chấp nhận. Nó có lý do. Cái lý do thứ nhất là khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có một trung tâm Phật giáo rất lớn, rất phồn vinh, rất phát triển rồi, chính là trung tâm Phật giáo Luy Lâu, khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên. Mà đại diện cho các cái trung tâm Phật giáo này, chúng ta thấy có những nhân vật nổi tiếng như là Mâu Bát, Mâu Tử, hoặc là Khương Tăng Hội, Thiền sư Khương Tăng Hội, vân vân. Chúng ta hiểu rằng để có một trung tâm Phật giáo như vậy không phải một hai năm, không phải một vài chục năm có thể thành tựu, mà chắc chắn rằng có thể hàng trăm năm trước đó nó manh nha tồn tại phát triển, thì đến thế kỷ thứ nhất, thứ hai mới có thể có một trung tâm Phật giáo lớn như vậy. Điều này không có thể ai phản đối được. Theo một số sách sử ghi chép là khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai, khi mà trung tâm Phật giáo Ly Lâu phát triển thì Phật giáo chúng ta đã có khoảng 15 bộ kinh, rồi có khoảng hơn 500 tăng sĩ, thậm chí là chúng ta có cả những vị đại sư sang cả kinh đô Lạc Dương Bành Thành kiến nghiệp của Trung Quốc mà thuyết pháp để phát triển Phật giáo ở đó. Ví dụ như thiền sư Khương Tăng Hội, ông sang kinh đô kiến nghiệp của Đông Ngô, dạy Phật pháp cho vua Ngô Tôn Quyền, thậm chí là lập nên trung tâm Phật giáo Kiến Sơ. Vua Tôn Quyền cho lập chùa Kiến Sơ để trở thành trung tâm Phật giáo lớn. Ở đó ông được phép truyền giới cho cư sĩ Phật tử, thậm chí là ông được vua Ngô cho phép truyền giới cho tăng sĩ xuất gia, mà lúc đó ở Trung Quốc hình như là chưa có, chưa từng có người Trung Quốc lúc đó xuất gia. Thì ví dụ như vậy, đó là một trong những minh chứng chúng ta có thể chứng minh rằng là Phật giáo chắc chắn đã có mặt ở Việt Nam từ những năm đầu kỷ nguyên. Điều này không có ai có thể phủ nhận. Chúng ta biết là khoảng thế kỷ thứ hai, hạ bán thế kỷ thứ hai, là thiền sư Mâu Bát. Lúc đó ông chẳng những là ông tinh thông Phật học, ông vốn xuất thân là ông học Nho Lão, tinh thông Nho Lão. Sau rồi Nho Lão, triết lý của Nho Lão không đủ để thỏa mãn sự tìm tòi của ông, ông quay sang nghiên cứu Phật học. Cuối cùng ông có sở đắc, ông viết Lý Hoặc Luận khoảng năm 198, tức là khoảng hạ bán thế kỷ thứ hai. Mà chúng ta biết rằng để mà viết một cuốn luận về Phật giáo khoảng hạ bán thế kỷ thứ hai thì chắc chắn rằng trước đó Phật giáo đã rất phát triển. Và hơn nữa là chúng ta biết lúc đó Phật giáo chúng ta đã từng bị Nho Lão công kích. Cho nên cuốn Lý Hoặc Luận không chỉ là cuốn luận của Phật giáo giá trị, mà nó còn bảo vệ
giáo pháp của Đức Phật trong cái thời kỳ đó, mà để chúng ta, để nó có cái tình trạng đó, để có cái hiện tượng đó, không phải tự nhiên. Chắc chắn rằng tăng sĩ rất đông, chắc chắn rằng là đã có nhiều người công kích Phật giáo thì mới có cuốn luận đó ra được. À, điều này hoàn toàn suy luận có thể logic, không phải tự nhiên có thể có được. Chúng ta biết rằng lý hoặc luận của Mâu Tử là có đến 37 điều, thì trong đó có tới 25 điều là để giải thích Phật giáo cho nhà Nho. Tức là nhiều người đứng ở góc độ Nho học lấy Tứ Thư Ngũ Kinh làm thánh kinh, bài bác Phật giáo, thì lì Mâu Tử đứng ra giải thích rõ. Chúng ta biết để có cái hiện tượng như vậy, rõ ràng Phật giáo đã rất phát triển thì mới có hiện tượng đó. Cho nên từ những minh chứng đó, chúng ta có thể khẳng định là đạo Phật có thể tồn tại ở Việt Nam khoảng đầu kỷ nguyên. Mà điều này giáo sư Nguyễn Lan, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh á, cũng khẳng định như vậy. Mà chúng tôi cho rằng đây là khẳng định rất là nó có tính thuyết phục. Trong cái thời khoảng hạ bán thế kỷ thứ hai á, đã có một số người họ viết về những cái đời sống tăng đoàn của Phật giáo. Thậm chí là họ chỉ trích những cái điều không đúng của tăng sĩ trong giai đoạn này. Thì điều này chúng ta khoan nói cái vấn đề mà đúng hay sai, chúng ta nhìn ngược về cái góc độ lịch sử, thì chúng ta thấy rằng là để thế nào, để phát triển đến mức độ nào thì tăng sĩ mới có những cái hành động sai lầm để người ta chỉ trích. Cho nên theo nhà sử học giáo sư Nguyễn Lan á, ông cho rằng là Phật giáo Việt Nam có tổ chức tăng đoàn trước cả Phật giáo Trung Quốc. Đương nhiên đây là một trong nhận định từ một góc độ. Chúng ta cho rằng là Phật giáo Việt Nam á, có tổ chức tăng đoàn thời Trung Tâm Phật giáo Ly Lâu á, trước cả Trung Quốc. Một vấn đề nữa chúng ta cần phải xem là đạo Phật được truyền vào Việt Nam từ Ấn Độ hay là từ Trung Hoa. Đây là cũng là một trong những vấn đề lớn mà có nhiều cái ý kiến khác nhau. Tên từ lâu chúng ta vẫn cho rằng là Phật giáo Nam chúng ta được truyền từ Trung Hoa xuống. Bởi vì điều này chúng ta dễ dàng thấy rằng đa phần người tu Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ kinh điển Hán Tạng rất là sâu đậm. Đa phần chúng ta tiếp xúc với lại tư tưởng Phật giáo từ kinh điển Hán truyền, Hán Tạng. Cũng may là Hòa Thượng Minh Châu, ngài vừa ngày viện trưởng sáng lập ở đây, ngài dịch năm bộ Nikaya. Chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề mà có ý nghĩa lớn, gần như là ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta không có năm bộ kinh Nikaya này, chúng ta sẽ nhìn nhận Phật giáo không có toàn diện. Từ trước đến nay chúng ta hoàn toàn ảnh hưởng bởi kinh điển Hán truyền. Mà lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, kinh điển tức là tư tưởng Phật giáo, mặc dù nó mang trong mình cái tư tưởng, cái tinh thần từ bi trí tuệ của Đức Phật, nhưng mà nó vào quốc gia nào thì ảnh hưởng văn hóa của quốc gia đó. Cho nên nếu chúng ta tiếp xúc với kinh điển Hán truyền thì ngoài tư tưởng Phật giáo nó còn có văn hóa Trung Quốc nữa. Nó không chỉ đơn thuần là văn hóa Phật giáo. Điều này chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ. Điều này chúng ta thể dàng chứng minh rằng là khi mà Phật giáo vào Trung Hoa thì Phật giáo Trung Hoa là với cái tư tưởng văn hóa độc tôn đó, cứ cho rằng kể cả Phật giáo ở Trung Hoa cũng là nhất. Phật giáo Đại Thừa nhất, không có gì so được. Cái sự phân biệt sâu sắc nhất của Đại Thừa Tiểu Thừa chính là từ các học giả Trung Hoa. Chúng ta biết rằng là như chúng tôi nói lúc nãy, Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang
các nước thì đi bằng hai đường, một đường là phía bắc, một đường phía nam, tức là một đường thủy, một đường bộ. Thì cái vị trí địa lý của nước Việt Nam chúng ta may mắn là chúng ta nằm ở cái ngã ba của hai cái nền văn hóa lớn là Trung Hoa và Ấn Độ. Thì trong cái thời khoảng những năm đầu kỷ nguyên á, chúng ta biết rằng là các cái thương gia Ấn Độ họ mang theo đường Viễn Đông, tức là lúc đó là giữa Ấn Độ và đế quốc La Mã là nó có sự giao thương, kể cả các nước địa Trung Hải. Thì khi mà giao thương từ các nước từ Ấn Độ và đến các nước địa Trung Hải, đế quốc La Mã, thì chắc chắn rằng họ đi ngang cái Đông Nam Á chúng ta, tức là đi ngang cái chỗ Mã Lai, Phù Nam, Giao Chỉ, Giao Châu, tức là Việt Nam chúng ta lúc đó. Tức là các cái thuyền buôn á, họ nương theo cái gió mùa Tây Bắc dọc theo Viễn Đông. Bởi vì trong cái khoảng cái giai đoạn đó đầu kỷ nguyên á, là đế quốc La Mã họ rất cần nhiều cái hàng hóa như là tơ lụa, như là vàng bạc, như là ngà voi, như là quế, trầm, vân vân. Thì các thương gia Ấn Độ họ mang theo đường biển, họ thực hiện cái vấn đề giao thương. Thì may mắn là đi ngang qua cái nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tức là Giao Châu, Giao Chỉ lúc đó. Thường thì họ đi, các thương nhân họ giao thương như vậy á, thì họ phải đợi, họ ở lại khoảng một năm, họ đợi năm sau khi mà có gió mùa nó chuyển hướng ngược lại thì họ mới quay về Ấn Độ. Thì lúc đó họ ở lại một số nước Đông Nam Á chúng ta, trong đó có Giao Châu, bởi vì cái vị trí địa lý rất là thuận lợi. Chúng ta biết rồi, các cái thuyền buôn á, cái thời đó họ không chỉ đi một mình, thường là trong các thuyền buôn là có những người mà họ theo Phật giáo từ Ấn Độ, họ mang trong mình cái văn hóa Phật giáo từ Ấn Độ, họ có cái sinh hoạt tín ngưỡng theo Phật giáo, thậm chí là có các thuyền buôn trong đó có cả tăng sĩ đi theo. Cho nên trong một cái giai đoạn giao thương như vậy thì dần dần văn hóa của Ấn Độ vô hình chung là tự nhiên nó truyền sang các nước Đông Nam Á, chúng ta lại xin đi gián tiếp, được truyền một cách gián tiếp, nhưng mà nó có mặt ở Việt Nam. Mà chúng ta biết rằng các tăng sĩ ở Ấn Độ họ đi trên các thuyền buôn, họ không chỉ là không chỉ cầu nguyện, không chỉ là làm chỗ dựa tinh thần cho các thuyền buôn, mà họ còn có nhiệm vụ là đem Phật giáo truyền sang các nước. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta được truyền trực tiếp từ Ấn Độ trong những năm đầu kỷ nguyên, mà cái người mà truyền, cái người mà làm cái việc này chính là các cái thương buôn, trong đó có cả tăng sĩ. Tức là chúng ta nói như vậy, chúng ta khẳng định là Phật giáo truyền vào Việt Nam chính là bằng đường biển là thứ nhất, thứ hai là truyền trực tiếp từ Ấn Độ truyền sang chứ không phải từ Trung Quốc truyền xuống. Chúng ta khẳng định điều này. Chúng ta đi vào cái phần về trung tâm Phật giáo Ly Lâu để chúng ta hiểu rõ hơn cái lịch sử mà Phật giáo được truyền vào Việt Nam á. Chúng ta có thể căn cứ trên trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Từ cái trung tâm Phật giáo này chúng ta có thể hiểu ra rất nhiều vấn đề. Cái trung tâm Phật giáo này nó còn có tên khác là Liên Lâu. Liên Lâu. Tức là trung tâm này nó ra đời từ khi nào á thì chúng ta chưa có thời gian cụ thể, nhưng mà chắc chắn rằng là từ thế kỷ thứ 1 và thứ 2 sau công nguyên. Tức là trung tâm này phát triển từ thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ 2. Cái nguồn gốc của cái trung tâm Phật giáo này chính là do các thuyền buôn thương gia từ Ấn Độ và các tăng sĩ cùng đi trong các thuyền buôn đó khi giao thương với các nước
các nước quốc La Mã, các nước địa Trung Hải thì đi ngang qua Đông Nam Á. Họ đi ngang qua Mã Lai, Phù Nam, Giao Châu, Giao Chỉ, lúc đó là vùng miền Bắc của chúng ta hiện nay. Cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu này trong khoảng thế kỷ thứ 1, thứ 2 á, là theo một số sách ghi chép thì đã có truyền bá 15 bộ kinh, có khoảng 500 tăng sĩ và đã có tổ chức tăng đoàn. Cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu này hiện nay là nó ở vùng Bắc Ninh, thuộc vùng Bắc Ninh Việt Nam chúng ta, vùng miền Bắc. Từ cái điểm này á, chỉ cần từ cái điểm này thôi, chúng ta có thể chứng minh ngược lại, chứng minh ngược lại rằng là Phật giáo tới giai đoạn này đã rất phát triển. Thì để nó có thời gian phát triển như vậy, để nó phát triển tới mức đó thì nó cần phải có một thời gian nó manh nha, nó tồn tại, rồi nó có thể nó chống cự với lại những cái trở lực để tồn tại phát triển. Đến giai đoạn này là xem như rất phồn thịnh. Để có thời gian mà nó làm được những chuyện như vậy, chắc chắn là nó sẽ hình thành trước đó rất lâu. Chúng ta biết rằng là trong khoảng thế kỷ thứ nhất đến hạ bán thế kỷ thứ hai là ngoài cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu Bắc Ninh còn có hai trung tâm Phật giáo khác ở Trung Hoa, chính là cái trung tâm Phật giáo Lạc Dương và trung tâm Phật giáo Bình Thành. Trung tâm Lạc Dương và trung tâm Bình Thành có câu chuyện mà về giấc mơ người vàng của Hán Minh Đế. Chứ là ổng nằm mơ, ổng thấy một người sắc vàng, hào quang sáng chói nói chuyện với ổng rất là từ tốn. Thì khi ổng thức dậy, ổng mới hỏi các vị giám quan, những người mà tinh thông về thiên văn học, kể cả về vấn đề dịch học, thì người ta cho rằng ở đó có một cái vị quan tâu rằng là ở phía Tây Vực có một người tu thành Phật, được xưng là Phật, có hào quang sáng chói, chắc là nói tới người này. Thì sau khi nghe như vậy thì vua Hán Minh Đế mới cho người sang Tây Vực thỉnh kinh. Mà một trong những bộ kinh mà được cho rằng là truyền vào Trung Hoa sớm nhất chính là Tứ Thập Nhị Chương, kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đương nhiên là cái bộ mà Tứ Thập Nhị Chương hiện nay chúng ta đang có là nó khác xa với cái bản mà Tứ Thập Nhị Chương trước đây. Nhưng mà còn một việc nữa chúng ta cần phải biết á, rằng là Tứ Thập Nhị Chương kinh có mặt ở trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Mà trước cái chuyện mà vua Hán nằm mơ thấy Phật, một trong 15 bộ kinh này, trong đó ngoài cái kinh như là chúng ta thấy như là Lục Độ Tập Kinh, kinh An Bang Thủ Ý, trong đó có Tứ Thập Nhị Chương, tức là đã truyền bá phát triển ở Việt Nam rồi. Nhưng mà đương nhiên là về mặt thể thức, về mặt nội dung, nó không giống như Tứ Thập Nhị Chương kinh hiện nay chúng ta đang sử dụng. Cái bộ kinh chúng ta hiện nay đang sử dụng Tứ Thập Nhị Chương là do kinh điển từ Hán truyền vào, chứ không phải là truyền trực tiếp từ Ấn Độ truyền sang. Chúng ta biết rằng là tư tưởng Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang á, là phần lớn chính là tư tưởng phù hợp với tư tưởng Phật giáo Nam truyền hiện nay. Nó không giống với Phật giáo Hán truyền, Hán Tạng. Điều này rất là dễ giải thích, dễ thấy. Người nào có đọc Mâu Tử Lý Hoặc Luận, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Cái sự giải thích Phật giáo, tư tưởng Phật giáo, kể cả giải thích Đức Phật, rồi giải thích cái giáo lý, giải thích giáo đoàn vân vân, là rất phù hợp với Phật giáo Nam truyền. Của những bộ kinh mà Nikaya, nó không giống với lối giải thích của Phật giáo Bắc truyền, Hán Tạng. Một trong các vị mà đại diện phát triển Phật giáo ở trung tâm Phật giáo Ly Lâu á, là chúng ta có thể kể đến Mâu Bát.
mà chúng ta hay quen gọi là Mâu Tử. Ông sinh vào khoảng năm 165 đến năm mà khoảng trong năm 165 đến 170, tức là ông sinh vào khoảng đó. Chúng ta thấy một điều rất là đa phần các vị cao tăng của chúng ta thì phần lớn là đều tinh thông nho lão, tinh thông nho và lão trang. Ví dụ ngay cả từ thế kỷ thứ hai, tức là khi mà Mâu Bác viết Lý Hoặc Luận á, cái tác phẩm luận này viết khoảng năm 198, tức là hạ bán thế kỷ thứ hai. Ông là xuất thân học nho lão trang trước, rồi sau cái tư tưởng nho và lão trang không thỏa mãn được sự tìm tòi của ông, bắt đầu ông mới nghiên cứu Phật học. Có thể nói rằng ông là một trong những tổ sư của Việt Nam, một trong những người tổ sư truyền bá Phật giáo ở Việt Nam. Hiện nay Lý Hoặc Luận có thể xem như là cuốn sách không thể thay thế, không có sách để thay thế. Mà như chúng tôi đã nói, trong cuốn Lý Hoặc Luận này có tới 37 điều, thì có tới 25 điều là giải thích Phật giáo cho nhà nho hiểu. Tức là từ cái hiện tượng này chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái lúc đó là đã có rất nhiều nho sĩ công kích Phật giáo, thì ông mới viết như vậy, mục đích là để bảo vệ Phật giáo. Nếu không, ông không có viết như vậy. Tới 25, tức là hơn 2/3 cái nội dung là nhằm để giải thích Phật giáo cho các nhà nho hiểu. Còn riêng về giải thích về Phật học, về lão trang, khoảng chừng 12 điều thôi, trong cái số lượng như vậy. Nói về lão trang rất ít, để thấy rằng thực ra cơ bản là vẫn bị các nho sĩ công kích. Ngoài Mâu Bác ra, chúng ta thấy có thiền sư Khương Tăng Hồi. Đây là vị tổ sư có công rất lớn đối với thiền học Việt Nam. Mẹ của ông là người Việt, cha của ông là người Khương cư, gốc vẫn có thể xem như là gốc Việt. Ông dịch và viết nhiều kinh, trong đó cơ bản là kinh An Bang Thủ Ý. Kinh này là được truyền bá, tức là chính là tư tưởng thiền học năm truyền. Thế nào là An Bang Thủ Ý? Tức là chính là cái phương pháp mà chánh niệm. Thiền sư Khương Tăng Hội, ông không chỉ, tức là ông sống vào khoảng thế kỷ thứ cuối thứ hai đến đầu thế kỷ thứ ba, tức là khoảng thế kỷ thứ ba. Ông không chỉ có công lớn trong việc hoằng dương Phật pháp ở trung tâm Phật giáo Ly Lâu, mà ông còn sang cả kinh đô Kiến Nghiệp của Đông Ngô. Ông lập cái trung tâm Phật giáo Kiến Nghiệp, tức là tại cái trụ sở chùa Kiến Sơ ở Đông Ngô. Chùa Kiến Sơ, chúng ta biết chùa này là chính là do Tôn Quyền xây dựng, tức là vua Đông Ngô Tôn Quyền xây dựng, tức là ông thuyết phục được vua Ngô Tôn Quyền theo ông. Vua Ngô Tôn Quyền là tích cực ủng hộ ông phát triển Phật pháp ở đây. Tức là nói ngoài cái phạm vi trung tâm Phật giáo Ly Lâu, ông còn phát triển cả ra cả Trung Hoa. Có ý kiến cho rằng là người xuất gia Phật giáo đầu tiên chính là từ trung tâm Phật giáo Kiến Sơ này. Vua Ngô Tôn Quyền cho phép ông mở giới đàn truyền giới, là người xuất gia đầu tiên của Trung Quốc từ ở trung tâm này. Đương nhiên đây là cái ý kiến chúng ta cần phải xem xét lại, nhưng mà đó cũng là một trong những cách, một trong những quan điểm cần chú ý. Theo giáo sư Nguyễn Lan, ông cho rằng là trung tâm Phật giáo Ly Lâu có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến việc hình thành hai trung tâm Phật giáo lớn của Trung Quốc, chính là Lạc Dương và Bình Thành. Từ phát triển từ trung tâm Phật giáo Ly Lâu này, chúng ta biết rằng là khi mà sau khi
Tôn Quyền mất thì con của Tôn Quyền là Tôn Hạo lên ngôi. Thì vì là Tôn Hạo nghe những lời dèm pha của các nho sĩ, lúc đó là không ủng hộ Phật giáo. Tôn Quyền từng cho một danh sĩ có tài biện luận làm quan lớn trong triều Đông Ngô đến biện luận với lại thiền sư Khương Tăng Hội. Cuối cùng vì cái vị danh sĩ đó phải khuất phục, cuối cùng Tôn Hạo mời thiền sư Khương Tăng Hội vào cung. Sau khi nói chuyện là Tôn Hạo, kể cả Tôn Hạo cũng tự xin quy y thọ tam quy ngũ giới với thiền sư Khương Tăng Hội. Và chính như vậy cho nên trung tâm Phật giáo Kiến Sơn này, sau này từ chùa Kiến Sơn này có sức ảnh hưởng rất lớn đến các trung tâm khác, như là trung tâm Bình Thành Lạc Dương. Cũng cần nhắc là trung tâm này là được Ngô Vương Tôn Quyền cho phép truyền giới xuất gia. Từ những cái minh chứng như vậy, chúng ta có thể khẳng định là trung tâm Phật giáo Ly Lâu tại Giao Chỉ lúc đó là có mặt phát triển sớm hơn hai trung tâm Phật giáo lớn của Trung Quốc lúc bây giờ, chính là trung tâm Lạc Dương và trung tâm Bình Thành. Về cái trung tâm Phật giáo Lạc Dương thì cái câu chuyện vua Hán Minh Đế chúng tôi vừa nói đó chính là khởi nguyên thành lập cái trung tâm Phật giáo Lạc Dương, lúc đó vốn là kinh đô của Trung Hoa thời Hán Minh Đế. Một trong những cái bộ kinh mà được dịch ra sớm nhất chính là Tứ Thập Nhị Chương. Theo giáo sư Nguyễn Lan thì cái câu chuyện mà vua Hán Minh Đế mà mơ thấy người vàng cần phải xem lại là về mặt lịch sử. Bởi vì một trong những lý do mà cái kinh đô Phật giáo Lạc Dương phát triển được giải thích từ cái việc mà nhà vua nằm mộng thấy người vàng, mục đích để xác định rằng là trung tâm Phật giáo Lạc Dương là có rất sớm trước cả cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu của Việt Nam chúng ta. Nếu nói như vậy thì có một cái nghi vấn rằng là cái vị đại thần tên là Truyền Nghị, cái người mà giải thích, vị đại thần tên là Truyền Nghị mà giải thích cái chuyện mà ở Tây Vực có một vị đạo sư tu thành Phật, người sắc vàng có hào quang vân vân, thì nếu như chúng ta suy nghĩ một chút chúng ta sẽ thấy là nó có vấn đề. Lúc đó ở Trung Quốc chưa có biết về Phật giáo thì ông Truyền Nghị này ở đâu mà ông giải thích như vậy, ông lấy căn cứ vào đâu? Ông giải thích rằng là ở Tây Vực có người tu thành Phật rồi có thân có hào quang sắc vàng như vậy. Nếu như ông nói như vậy nghĩa rằng là ít nhất là lịch sử Đức Phật hoặc là tư tưởng Phật giáo đã được truyền bá trong nhân gian rồi, phải không ạ? Cái đó để nó đẩy lui lại về mặt thời gian và mặt lịch sử cho rằng là trung tâm Phật giáo Lạc Dương là kinh đô của Trung Quốc lúc bây giờ là Phật giáo đã truyền vào rất sớm rồi, tức là để làm tăng thêm uy thế, tăng thêm cái vị trí của trung tâm văn hóa Phật giáo Lạc Dương lúc bây giờ. Còn về cái trung tâm Phật giáo Bình Thành thì trung tâm Phật giáo Bình Thành nó vốn được hình thành từ cái trung tâm Phật giáo Lạc Dương. Tức là hai cái loại trung tâm này nó có mối quan hệ qua lại với nhau. Mà có một điều có thể khẳng định rằng là trung tâm Phật giáo Ly Lâu chính là cái cơ sở để hình thành hai cái trung tâm Phật giáo Trung Quốc là Lạc Dương và Bình Thành, là cơ sở đầu tiên có sức ảnh hưởng đến cái việc hình thành hai cái trung tâm văn hóa Phật giáo của Trung Quốc lúc bây giờ là Lạc Dương và Bình Thành. Về mặt lịch sử chúng ta biết rằng là ở Trung Hoa cái khoa học lịch sử là được phát triển rất sớm, mà nổi tiếng nhất là Tư Mã Thiên, cả thế giới đều phải ngưỡng mộ cái lối viết sử của ông. Trong khi đó khoa học lịch sử của Việt Nam chúng ta thì xem như là
sinh sau đẻ muộn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, không chỉ về mặt lịch sử Việt Nam, kể cả lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta cho đến hiện nay, vẫn chưa có một cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam nào nó xứng tầm với lại cái quá trình hình thành tồn tại phát triển Phật giáo Việt Nam, với sự đóng góp với dân tộc Việt Nam từ khi khai Thiên Quốc cho đến bây giờ. Lẽ ra nếu như khoa học lịch sử Việt Nam chúng ta phát triển sớm thì thực ra hiện nay chúng ta cái bề thế về lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta khác hẳn như bây giờ. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có cuốn lịch sử nào xứng tầm, lịch sử Phật giáo Việt Nam xứng tầm, chưa có. Chúng ta chỉ có cuốn Đạo Phật Việt Nam của Hòa Thượng Đức Nhuận, rồi chúng ta có cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược của Thượng tọa Mật Thể. Rồi về mặt bên khoa học xã hội thì có cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Tài Thư. Nhưng mà thật ra thì những cuốn này mình không dám là phê phán các bậc tiền bối, nhưng mà trong thời điểm như vậy, thiếu thốn tư liệu như vậy mà viết ra những cái quyển sách như vậy là đã thực sự là giỏi lắm rồi. Nhưng mà trong thời điểm hiện nay chúng ta có rất nhiều tư liệu khoa học văn bản, khoa học lịch sử, khoa học liên ngành đã rất phát triển, mà hiện nay cho đến hiện nay chúng ta vẫn chưa có cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam nào xứng tầm cái giá trị về mặt khoa học, về mặt tư tưởng. May thay là chúng ta có cuốn Phật giáo Việt Nam Phật giáo sử luận của giáo sư Nguyễn Lan, Việt Nam Phật giáo sử luận. Bởi vì đây không phải là cuốn sử mà là sử luận, tức là nó thiên về vấn đề suy luận về mặt lịch sử, về mặt tư tưởng, nó thiên về mặt tư tưởng nhiều hơn. Nhưng mà phải nói rằng là tất cả những sử liệu quan trọng đều nằm trong Việt Nam Phật giáo sử luận. Đây có thể xem như là cuốn sách về mặt lịch sử Phật giáo Việt Nam có giá trị nhất hiện nay. Dù là sau đó có một số học giả có những tổng về lịch sử Phật giáo Việt Nam nhiều, nhưng mà không có cuốn nào có thể vượt qua được cái cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận của giáo sư Nguyễn Lan. Chưa có. Kể cả nhận định về một lịch sử, về chứng cứ khoa học rất là vừa phải, rất là cân nhắc, mà các học giả hiện nay đều rất tôn trọng, xem như là tất cả những cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam sau này đều phải căn cứ trên cuốn này mà hình thành, không thể vượt qua được. Nhưng mà chúng ta nhìn ngược lại, như chúng tôi nói ngay từ lúc đầu, là hiếm có một dân tộc nào nó có sự đóng góp của Phật giáo trong lịch sử dân tộc đó mà rõ ràng, mà là quan trọng như Phật giáo Việt Nam. Chưa từng có dân tộc nào, kể cả Ấn Độ, kể cả Trung Quốc. Có thể nói một câu mà không ngại rằng là Phật giáo Việt Nam là bộ phận quan trọng chèo lái cái con thuyền dân tộc Việt Nam từ khi khai thiên lập quốc cho đến hiện nay. Nói như vậy là không ngại, có thể chứng minh được. Các vị thiền sư chúng ta không chỉ là vừa là thiền sư, đôi khi vừa là vua, vừa là quốc sư, không chỉ có công lao, không chỉ là người tu hành đắc đạo, mà còn có công lao rất lớn đối với dân tộc Đại Việt, dân tộc Việt Nam. Mà điều này càng ngày càng được minh chứng rõ ràng, không ai có thể phản bác. Chúng ta có thể đơn cử như vua Phật Trần Nhân Tông thôi là đủ thấy. Khó có quốc gia nào có được một vị vua Phật như vậy, hiếm thấy. Có nhiều người là cứ là tôn xưng vua Trần Nhân Tông ở cái góc độ là công nghiệp hiển hách, tức là xây dựng đất nước Đại Việt trở thành quốc gia hùng cường, vân vân, tức là chiến công oanh liệt, vân vân. Nhưng mà có hai thứ khác quan trọng hơn cái đó nữa. Một thứ chính là có thể lập ba cái điều quan trọng mà vua Trần Nhân Tông hay là vua Phật Trần Nhân Tông làm được, mà chúng ta xét trên bình diện quốc tế cũng khó có vị vua nào trong giai đoạn đó có thể làm được, chính là các cái vị hoàng đế các triều đại thường là chỉ có thể làm được một trong ba điều này thôi, tức là có thể lập công, lập đức và lập ngôn. Các cái vị hoàng đế các triều đại, kể cả triều cái hoàng đế của Trung Quốc
mà Việt Nam chúng ta chỉ là một quốc gia nhỏ à, nhưng mà người làm được điều này hiếm có ai có thể qua được vua Phật Trần Nhân Tông. Thế nào là nó lập công? Chính là lập nên công nghiệp muôn đời, đưa đất nước Đại Việt trở thành một quốc gia hùng cường, phát triển đến tất cả các lĩnh vực về văn hóa, chính trị, xã hội, quân sự, nhất là có thể tạo lập cho dân Đại Việt một cuộc sống thanh bình, yên bình, phát triển trên tinh thần tư tưởng từ bi của Đức Phật làm chính thống, tư tưởng trí tuệ từ bi của Đức Phật làm chính thống trong thời đại này. Tức là tư tưởng từ bi của Đức Phật có thể phổ khắp thiên hạ, thiết lập một đời sống thanh bình thịnh trị. Còn cái chuyện mà đánh giặc lập công thì chuyện đó thật ra các quốc gia khác, các vị vua khác đều có thể làm được. Kể cả các vị vua ở Việt Nam, rất là nhiều người về mặt công nghiệp hiển hách, ví dụ như là Quang Trung, hay là ví dụ như là Lê Thánh Tông v.v. Lê Thái Tổ v.v. Nhưng mà có thể thiết lập một quốc gia giống như vua Trần hiếm người làm được. Chúng ta biết là trong lịch sử Trung Quốc á, người ta cho rằng cái thời Tam Hoàng Ngũ Đế là thời mà thanh bình thịnh trị, như Khổng Tử nói thời Chu Công, nhưng mà đó về mặt giả sử thôi. Còn chính vua Trần đã làm được cái chuyện rằng là thiết lập một quốc gia Đại Việt sống trong tinh thần từ bi của Đức Phật. Thời đó là người ta nói là thời vua Thái Tổ Thái Tông mà lúa chín đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn, rồi thậm chí là nhà không cần đóng cửa, của rơi ngoài đường không có người lượm, người nào rớt thì quay lại lượm. Tức là xem như là cái đời sống thanh bình thịnh trị của dân tộc đến mức như vậy, rõ ràng là hiếm có vị vua nào có thể làm nổi. Chúng ta biết là vua Trần khi mà ngài truyền ngôi cho con, ngài một gậy một bát, ngài đi khắp đất nước Đại Việt dạy dân làm 10 điều thiện, nơi nào mà có quan tham là phế đi, đưa những người có tài đức lên. Làm được chuyện này từ xưa nay chưa từng có. Còn về lập đức thì chúng ta biết rồi, ai cũng biết, chính là thời Trần là thời mà lấy đức để trị dân. Có mấy câu thơ có thể chứng minh cho cái việc lập đức của nhà Trần á, là đem so sánh với lại Trung Quốc, tức là Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, tức là nhà Đường và Việt Nam á, là khai quốc là có hai vị Thái Tông, chính là Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, là cũng là một nhân vật kiệt xuất. Thứ hai là Thái Tông của chúng ta là Trần Thái Tông, Trần Cảnh, người khai nghiệp nhà Trần. Nhưng mà Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, Đường xưng Trinh Quán, Ngã Nguyên Phong, tức là nhà Đường là xưng quốc hiệu là Trinh Quán. Việt Nam chúng ta là niên hiệu Nguyên Phong thời Trần. Nhưng mà kiến thành Tru Tự An Sinh Tài, tức là khi Đường Thái Tông lên ngôi thì giết em mình đi, chính là Lý Kiến Thành. Trong khi đó An Sinh Vương Trần Liễu dù là vì bất hòa làm phản, nhưng mà vua Trần vẫn tha cho, không giết. Cho nên mới kết luận một câu là miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. Miếu hiệu giống nhau là cũng là Thái Tông, nhưng mà đức khác nhau. Tức là lấy đức để trị chúng, lấy đức để trị quốc. Còn lập ngôn đây là mới điều xem như là điều hy hữu. Bởi vì các triều đại thường không có ai làm nổi chuyện này. Lập ngôn chính là lập nên một hệ tư tưởng. Vua Trần Nhân Tông lập nên thiền phái Trúc Lâm, lập nên một cái hệ tư tưởng mà thật ra hiếm có vị vua nào có thể làm được. Xưa này hiếm. Cái này mới là cái đặc biệt. Từ thượng cổ mà vị vua nào mà có được ba cái đức này là xem như là việc hy hữu. Xưa này hiếm, chưa từng có. Cho nên chúng ta không ngại rằng là xưng Phật Hoàng, xưng vua Phật. Có nhiều người cho rằng là chắc là do ổng làm vua, cho nên là người ta tôn xưng quá như vậy. Chắc gì ổng đã chứng đạo, chắc gì ổng đã có thành tựu sở đắc, chắc gì ổng thông hiểu kinh điển tu hành. Chúng ta nên không nên có cách nghĩ như vậy. Chúng tôi cho rằng chỉ một việc là ổng xem ngôi vua như đôi dép cỏ thôi thì thiên hạ cũng không mấy người làm nổi. Cái người mà xem công vinh hoa phú quý như mây nổi, thực ra xưa nay chưa nội chừng đó không, cũng khó có người nào có thể làm được. Nếu mà người không có công hạnh tu hành vượt qua được ngũ dục thì thực ra là không làm nổi chuyện này. Chúng ta thấy có từ xưa đến nay lịch đại hoàng đế kể cả Trung Quốc có ai có thể làm nổi được chuyện này, thực sự hiếm thấy. Chúng ta biết rằng vua Trần Thái Tông trong các kinh sách ghi lại là ông đi dày cỏ, mặc áo rơm, rất là bình dân, thậm chí là ông một gậy một bát
ông đi sang tới tận Chăm Pa, tức là hoàn toàn xem thân mình, hoàn toàn không xem trọng thân mình, xem như là tinh thần vô ngã, xem vinh hoa phú quý như mây nổi. Thực ra nổi chuyện này không, người bình thường không ai làm nổi, mà thậm chí cho đến hiện nay cũng hiếm có người làm nổi. Chừng đó nó không được, nó vượt hơn người khác rồi. Còn chúng ta biết rằng là để thống nhất ba thiền phái trước đó chính là Tỳ Ni Đa Lưu Chê, Vô Ngôn Thông và phái Thảo Đường, lập nên Phật giáo Trúc Lâm, lập nên thiền phái Trúc Lâm. Chuyện này cũng là xem như chuyện hy hữu. Cho nên chúng ta xem như hiện nay chúng ta là phước đức lớn, nương hào quang của chư Phật chư Tổ. Nhất là ở Việt Nam chúng ta, tăng sĩ chúng ta, người tu chúng ta được tôn trọng. Người tu chúng ta được tôn trọng trong giai đoạn hiện nay chính là nhờ hào quang của các vị tổ này, không phải tự nhiên. Thôi hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi nghe.